Xin chào các bạn đến với khóa học tin học căn bản miễn phí. Hôm nay là bài số 5. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới, xóa tài khoản đăng nhập trên Windows 7. Ok, thì khi bạn sử dụng máy tính cá nhân đấy, có thể bạn muốn tạo ra một vài tài khoản khác. Đặc biệt là khi bạn làm sử dụng chung máy tính ở môi trường cơ quan chẳng hạn đấy, thì bạn muốn tạo mình có một máy chủ, xong mình tạo các tài khoản để cho mọi người đăng nhập vào đấy và sử dụng chung, đúng không? Thì chắc chắn là khi mà chúng ta sử dụng chung ấy, máy tính thì chúng ta sẽ không dùng chung một tài khoản đâu. Các bạn đừng làm như vậy, đúng không? Khi sử dụng chung một tài khoản thì vào làm việc mọi thứ nó bị lẫn lộn đấy, hay là cũng có người này xóa nhầm tài liệu hay là tập tin của người khác thì nó không hay. Do đó thì các bạn nên tạo các tài khoản khác nhau, đúng không? Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo như nào đơn giản và nhanh nhất. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Đây là Windows 7 của tôi này. Thì hiện tại máy tính cái tài khoản Windows 7 này của tôi chỉ có một tài khoản là tài khoản admin Chiến Vũ thôi. Bây giờ tôi sẽ tạo thêm một tài khoản khác. Bạn kích vào nút Start nhé. Có phần Control Panel này. Đấy. Ở phần này nó sẽ có là phần User Account and Family Safety nhé. Kích vào đây. Phần User Account. Ok. Thì khi bạn mở cái phần Account ở đây, nó sẽ có rất nhiều các lựa chọn nhé, đúng không? Rồi thì tôi sẽ có phần Manage Another Account. Tôi sẽ click vào đây. Ok. À mặc định nó có tài sản guest ở tài sản guest nữa này. Ok, nhưng bây giờ nó đã disable, nó bị tắt đi rồi, không không login được nữa, đúng không? Thì tôi sẽ làm gì? Bạn để ý ở bên dưới nó có một cái link, bạn click vào đây là tạo mới một account. Create a new account, click vào đây này. Ok. Thì khi bạn tạo mới account ở đây rất đơn giản nhá, bạn chỉ cần nhập cái tên là tài khoản này thôi. Tôi sẽ nhập tài khoản là ví dụ là cái tài khoản là chiến 01 chẳng hạn. Thì khi bạn tạo người dùng tại tài khoản này ấy, thì lại phải lựa chọn cái loại tài khoản, đúng không? Mặc định nó sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là standard user, có nghĩa là những người sử dụng thông thường thôi, họ sử dụng máy tính của các bạn và bị giới hạn ở một vài quyền truy cập. Đấy. Thì họ đây này, họ ở đây nó miêu tả là cái tài khoản này sẽ được sử dụng hầu như các liên quan đến các phần mềm này và thay đổi một vài những cái tùy chỉnh về hệ thống mà nó không ảnh hưởng đến những tài khoản khác. Đấy. Đúng không? Còn cái lựa chọn số 2 là lựa chọn là admin administrator account, nghĩa là tài khoản admin. Khi bạn set cái quyền là admin administrator cho cái tài khoản này ấy, thì đồng thời có nghĩa là tài khoản này nó sẽ có ngang cấp với cái tài khoản admin mà bạn đã sử dụng ấy. Đấy. Nên là bạn để ý tùy vào từng người nhé, hay là tùy cái từng mục đích cá nhân hay cái trách nhiệm của cái tài khoản mà bạn đang tạo đấy, thì bạn lựa chọn cái loại tài khoản phù hợp cho họ nhé. Rồi thì trong video này tôi sẽ tạo là admin account nhé. Tôi sẽ ấn vào nút create account. Ok. Rồi thì lúc này tôi sẽ có thêm một tài khoản chiến 01 admin, đúng không? Thì mặc định là bây giờ là tài khoản này nó chưa có mật khẩu đấy. Chắc chắn khi bạn tạo một tài khoản rồi bạn phải có mật khẩu chứ, đúng không? Chứ không tạo các tài khoản riêng biệt không có mật khẩu thì tạo làm gì? Đấy. Thì bạn kích vào cái tài khoản đấy. Nó ra phần là change an account, có nghĩa là thay đổi những thông tin về cái account này, đúng không? Có 2 4 6 7 7 cái phần có thể thay đổi được, đúng không? Thay đổi account name này. Bạn đổi tên cũng được. Tên này nó sẽ xuất hiện trong cái màn hình welcome này hay cái màn hình start này. Đấy. Còn account vẫn account 901 thôi. Tôi không đổi. Tạo password hay là thay đổi picture, đúng không? Tôi tạo password trước nhé. Password tôi sẽ đặt password là 123 thôi. 123456. Tôi tạo. Cái phần hint này, tại password hint nghĩa là khi bạn mà quên ấy, cái mật khẩu của mình ấy, bạn đặt những ký tự khó chẳng hạn đấy, thì nó sẽ có một vài cái ký tự để hỗ trợ, nó sẽ nhắc nhở bạn để bạn nhớ được cái password này là gì. Đấy. Sau khi bạn điền đầy đủ cái password ở đây rồi, bạn sẽ ấn nút Create Password. Ok. Lúc này là cái mật khẩu cho tài khoản mới của bạn đã được tạo rồi nhé. Ok. Nếu bạn không muốn sử dụng password nữa thì bạn có chức năng là Remove Password nhé. Bạn xóa đi thôi. Ok. Change the picture. Thì bạn sẽ thay đổi ảnh đại diện cho cái tài khoản này. Bạn có thể browse for more picture, bạn lựa chọn ảnh avatar của cái tài khoản này chẳng hạn, người nào đó tùy bạn nhé. Ở đây ta sẽ sử dụng cái
Avatar mặc định thôi. Trend picture sẵn rồi. Còn trend account type này, bạn thể đổi thành admin này, thành standard user này, đúng không? Mặc định thì nó là tài khoản admin rồi, nên khi bạn chọn là administrator ở đây thì nó sẽ không có sáng cái phần này lên đâu. Bạn đổi sang standard user thì nó sẽ sáng phần này lên, bạn sẽ thay đổi. Ok rồi, thì nếu mà tài khoản này bạn không muốn sử dụng nữa ấy, thì bạn sẽ delete cái account này đi. Trường hợp bạn muốn manage và thay đổi những tài khoản khác thì bạn ấn manage another account. Ok rồi, thì mình vừa tạo xong một cái tài khoản rồi, bây giờ ta sẽ test nhé, xem tài khoản này có những cái gì. Để test được cái tài khoản này chúng ta sẽ làm như nào, click vào start đây, nó có phần switch user là chuyển đổi sang user khác này. Ok, ở chỗ này sẽ có tài khoản là tài khoản 901 và tài khoản chiến vũ, đúng không? 901 là vừa tạo xong đấy, tôi click vào đây và tôi điền mật khẩu thôi, 1 2 3 4 5 6. Cái chỗ này vẫn bị cái ngôn ngữ tiếng Việt từ cái bài trước này, tôi sẽ chuyển đổi sau nhé. À, không nhầm, ấn nút chuyển đổi thôi, nhầm nhầm xin lỗi, 1 2 3 4 5 6 phải ấn nút vào nút này hoặc là enter, đúng không? Thì nó đang chuẩn bị bàn làm việc cho mình thôi. Thì mặc định khi bạn tạo mới một cái tài khoản và lần đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản đó thì sẽ mất một một, một, một lúc vài giây hoặc có thể đến một một phút chẳng hạn, 1 2 phút để nó tạo ra cái bàn làm việc, cái cửa sổ làm việc cho mình, mặc định cho mình, đúng không? Mình đợi một lúc thôi. Thì cái việc này nó chỉ tạo một lần duy nhất nhé, lần đầu tiên đăng nhập thôi, còn từ lần thứ hai nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đấy. Bạn để ý đấy, tôi sẽ đã chuyển sang cửa sổ làm việc là tài khoản 901 rồi đấy, đúng không? Bên này nó vẫn là tiếng à, bên này là tiếng Việt này. Ok, hiện tại tôi mới chỉ đổi ngôn ngữ tiếng Anh, tạo mới tài khoản lại thành tiếng Việt, lúc nãy cài đặt nó hơi bị ủ chuối một chút, đúng không? Ok, đây là lúc này tôi đã có cái tài khoản mới và tôi sử dụng như bình thường rồi. Rồi, ok. Thì tôi sẽ khi sử dụng nhiều nhiều tài khoản trên một máy ấy, thì các bạn lúc mà không dùng nữa thì các bạn nên là mình tắt nó đi thôi, đăng xuất đấy, để thoát tài khoản này đi. Tại vì sao? Tại vì nếu bạn không đăng xuất ấy, mà bạn vẫn cứ để như này thì lúc đó nó sẽ vẫn lưu cái trạng thái bạn làm việc ở trên trong cái tài khoản của bạn. Khi bạn đã lưu trạng thái làm việc rồi thì sao? Thì máy tính vẫn phải cấp phát bộ nhớ để lưu trữ cái thông tin, những cái dữ liệu mà bạn đã làm việc, đúng không? Nó sẽ tốn pin hơn này, RAM chạy bị ngốn hơn này, CPU bộ vi xử lý của nó sẽ bị sử dụng và chắc chắn sẽ bị nóng nóng hơn, đúng không? Máy tính chậm hơn. Đấy. Thì khi bạn làm việc cá nhân một mình thì không vấn đề gì nhé, nhưng khi bạn làm việc trên nhiều tài khoản, đặc biệt là khi bạn sử dụng các máy Windows Server ấy, đấy, thì có rất nhiều người điều khiển remote vào cái máy tính Windows Server của các bạn ấy và dùng chung, đúng không? Thì nói chung là để tiết kiệm được bộ nhớ và làm máy tính nhanh hơn, chạy nhanh hơn, thì mỗi lần bạn sử dụng xong bạn nên tăng suất hay là log off đấy, bạn đừng để nó vẫn active hay vẫn đang hoạt động thì nó sẽ không 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 tốt cho server đâu. Đấy là khuyến cáo những việc mà dùng chung đấy. Khi mình đã dùng chung môi trường làm việc chung máy tính ấy, thì các bạn phải tôn trọng người khác. Nói chung là mình là dùng xong mình tắt đi, còn khi mình cần thì mình vẫn mở lên, chứ đừng để cứ lúc nào cũng mở thì nó sẽ làm cho những cái tài khoản của người khác sử dụng máy tính dùng chung nó sẽ bị chậm đi. Đấy. Ok, vậy đấy là chúng ta đã tạo mới và sử dụng xong rồi, thì để xóa đi. Bây giờ tôi không người người là người làm việc của người này đấy, tôi không muốn cho họ sử dụng cái máy tính này nữa, thì tôi sẽ làm nào? Thì sẽ chắc tôi xóa đi rồi, đúng không? Tôi lại vào phần control panel user thôi, user account and family safety, thì sẽ có phần add or remove user account, đúng không? Tôi select vào cái 901, đúng không? Delete the account, delete. Ở đây khi mình delete rồi nó sẽ hỏi mình là bạn có muốn giữ lại những cái file liên quan đến cái tài khoản 901 này không, đúng không? Nếu bạn muốn giữ lại thì bạn keep file. Khi bạn keep file thì trong cái phần ổ C này, ổ C đây trong user, nó vẫn giữ cái folder 901 cho tài khoản 901 này để lưu trữ những cái thông tin nằm trong ổ C của cái phần 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 account này, đúng không?
Ngược lại, nếu bạn không muốn giữ thì bạn ấn nút delete file thôi, delete toàn bộ đi. Nên nếu mình giữ thì có là trước khi xóa account này, Windows có thể xếp nội dung của 901 desktop và document to new folder code là 901 ở trên desktop của mình. Đấy. Thì tôi sẽ xóa thôi. Delete file. Tôi chẳng muốn giữ được cái gì hết. Delete account. Ok. Tại vì cái account kia là mới tinh thì tôi cũng vừa setup xong và tôi chưa sử dụng nhiều và chưa lưu trữ bất kỳ thông tin gì trong cái phần 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 tài liệu của cái phần document của cái user mới này, nên tôi delete được rất nhanh. Còn trong trường hợp bạn đã sử dụng cái tài khoản đấy lâu rồi, cho bạn download thì bạn lưu trữ rất nhiều cái file tệp tin ở trong cái folder 901 đó, thì chắc chắn khi bạn delete nó sẽ mất một chút thời gian. Đấy. Ok, khi bạn đã delete rồi thì bạn close thôi. Close nhá. Bây giờ đợi, tôi lại vào đây tôi chuyển switch user xem nó có nhìn thấy cái phần chiến kia không nhá, 901 không nhá, chắc chắn là không đúng không? Đấy, bạn để ý bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy mỗi tài khoản chiến vũ, tài khoản tôi đang dùng thôi đúng không? Enter lại. Ok rồi, tôi sẽ kết thúc video tại đây. Thì sau khi bạn xem video này, bạn biết cách làm sao chúng ta tạo mới này, tạo mới tài khoản cho sử dụng Windows này, người dùng này, sau đó bạn update password, update ảnh avatar, thay đổi loại người dùng từ standard user hay là admin account đúng không? Đấy. Thì standard user chúng ta chỉ sử dụng được một vài cái tính năng của tài khoản này thôi này, và chỉ có một vài tùy chỉnh setting, nó không ảnh hưởng đến những cái account khác. Còn khi bạn được xét quyền là admin thì bạn được phép tùy chỉnh bất kỳ những thông tin gì trên máy tính đúng không? Thay đổi tất cả những thông tin của account của tôi này, thay đổi thông tin account của người khác vân vân, bạn full quyền, bạn làm gì cũng được. Đó. Nên khi bạn tạo account mới ấy, cái điểm quan trọng nhất là bạn phải để ý là loại người dùng là gì. Tùy thuộc vào trách nhiệm của người dùng thì bạn sẽ chọn những cái loại người dùng phù hợp để assign và để gắn quyền cho cái tài khoản mới đó. Ok, thì tôi hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có comment gì, thắc mắc gì thì cứ comment nhé. Tôi sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất. Ok, chúc các bạn vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.